Hoàng Gia Lai là đội có quyền lấy bóng trước và họ là những người bảo vệ cầu môn bên phía phải màn hình của quý vị và các bạn. Đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội là những người bảo vệ cầu môn bên phía trái màn hình của quý vị và các bạn. Cú sút ở góc hẹp nhưng cũng rất căng. Rồi! 1-0! Trọng tài đã căng cờ việt vị. Đó là một tình huống việt vị của Morris. Đó là một tình huống mà Ngọc Duy đã đưa bóng vào bằng chân trái cực kỳ nhạy cảm. Một đường chuyền ngay bằng má ngoài chân trái của Ngọc Duy. Một pha chạm bóng cực nhanh. Ngọc Duy! Morris! Vẫn là Morris, không vào. Morris đã đối mặt với Văn Tiến nhưng dứt điểm quá hiền. Văn Thành. Sút xa. Bàn thắng của Văn Thành. 1-0 cho Hoàng Gia Lai. Khi mà cao thủ câu lạc bộ Hà Nội đang bị đứng hình bởi họ không nghĩ được rằng cầu thủ của đối phương có thể mạnh dạn tung ra cú sút xa táo bạo đến như vậy. Một cú đi bóng vặn sườn hậu vệ đối phương. Có thể thấy là 4-5 cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội không hề tranh chấp bởi vì họ không nghĩ rằng Văn Thành lại có thể táo bạo đến như vậy. Không ai vào bóng cả. Rõ ràng Văn Toàn phản công cho Hoàng Gia Lai. Có 3 cầu thủ áo trắng đối mặt. 2-0 2-0 cho Hoàng Gia Lai. Thế trận như vậy và bàn thua là tất yếu với câu lạc bộ Hà Nội. Họ đã dâng lên cao. Và trong một tình huống phản công như thế này, các cầu thủ Hoàng Gia Lai đã có được bàn thắng thứ hai. Một tình huống 3-3. Đường chuyền hợp lý của Văn Toàn. Không khó để hạ thủ thành Tống Đức An. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Có quá nhiều lựa chọn cho Văn Toàn để chuyền bóng. Và người đã ghi bàn là Vũ Văn Thành. Vẫn là Vũ Văn Thành, cú đúp của Vũ Văn Thành. Vẫn còn, không vào. Khung thành đã bỏ trống, 3-0 cho Hoàng Gia Lai. 3-0 cho Hoàng Gia Lai. Một tình huống đá bồi vào lưới trống của Trần Vũ. Bàn thắng thứ 3 cho Hoàng Gia Lai. Bùi Trần Vũ là người ghi bàn. Vẫn là một tình huống phản công. Sau bàn thắng mở tỷ số của Văn Thanh, hai bàn thắng còn lại của Hoàng Gia Lai đều đến sau những tình huống phản công. Và đây là niềm vui của các cổ động viên Hoàng Gia Lai đang có mặt trên sân Hàng Đẫy. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tưởng như là Văn Thanh đã có một đường chuyền hỏng, nhưng đó là một tình huống mà Tống Đức An đã băng ra không kiểm soát được tình hình. Và Bùi Trần Vũ đã có cơ hội ghi bàn thắng thứ 3 cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn. Không có nhiều cầu thủ Anh Gia Lai bên phần sân đối phương. Pha phối hợp 1-2 đối mặt. Lần thứ 4 Tống Đức An phải vào lưới nhặt bóng và bàn thắng vừa rồi là của Hồng Duy. Cái chân trái của Hồng Duy đã lên tiếng. Một trong số những người được kỳ vọng sẽ dẫn dắt lối chơi của Hoàng Anh Gia Lai đã lên tiếng. Trong một trận đấu mà Hồng Duy chạm bóng nhiều, chơi khá nổi bật nhưng không thật ấn tượng. Và cuối cùng với một pha bóng 1-2 bật tường cùng với Văn Toàn thì Hồng Duy đã có bàn thắng của mình. Bàn thắng thứ 4 cho Hoàng Anh Gia Lai ở phút thứ 86. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Phan Thanh Hậu, thể lực của các cầu thủ Hà Nội đã xuống quá nhiều rồi và đây là thời điểm để cho Hoàng Gia Lai bùng lên. Đối mặt với Tú Bôn, 5-0, 5-0. Cuối cùng tôi cũng đã có thêm được một lần lên tiếng nữa rồi. Văn Toàn, chính là Văn Toàn. Chỉ trong vòng 15 phút cuối của trận đấu này thôi, Hoàng Anh Gia Lai đã nuốt gọn câu lạc bộ Hà Nội. Năm không. Những phát biểu cố gắng để có thể giữ bình tĩnh trước trận đấu này của đội tuyển Đức Thắng, bây giờ thì ông đã hiểu V-League thực sự khắc nghiệt.
sự có mặt của Phan Thanh Ngậu đã tham gia vào hai pha làm bàn gần đây của cao thủ Hoàng Anh Gia Lai. Người đã kiến tạo là Văn Thanh. Bên phía Hoàng Gia Lai có sự thay đổi người, tất nhiên là tùy thuộc vào đối thủ nữa. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Gia Lai tại vòng 1 V-League 2016 đã kết thúc với tỷ số 5-0 nghiêng về đội khách Hoàng Anh Gia Lai với hai bàn của Vũ Văn Thanh. Các bàn thắng còn lại của đội khách do công của Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Văn Toàn và Bùi Trần Vũ.